Cuối cùng bây giờ là mới như anh em mình đào mấy ngày rồi, bây giờ cuối cùng cũng đã phát hiện được một mẩu xương bé bé rồi. Mà bây giờ anh Tài với lại anh Quỳnh đi mua đồ về làm lễ mà mãi bây giờ kia tới về. Ta lên rồi anh về đó. Bây giờ anh Tài với lại anh Quỳnh đi mua lễ về. Tưởng mày sợ mày chạy mẹ mất rồi. Cũng sợ nhưng mà vừa sợ vừa vui mừng, mà cuối cùng vài ngày anh em mình vào cuối cùng cũng đến rồi. Bây giờ mua cũng lâu lắm nhỉ, mua cũng lâu. Ra ngoài thì để đấy, thắp hương ngoài đấy. Xong lên. Mới về đây hương. Đi đường rất là xa, rất là vất vả. Cả người cũng đang nóng. Này anh em mình vừa ở ngoài kia thì thầy cũng có làm lễ rồi mọi người. Thì về đây anh em chỉ bỏ cái túi cho mình. Bỏ cái nán. Về đây anh em mình chỉ gọi là thắp nén hương rồi. Xin phép hai vong linh là cho anh em mình được tìm thấy toàn bộ cái phần hài cốt và để đưa về thôi mọi người nhé. Chứ không phải. Thank you.
Đấy mọi người nhé, thì anh em mình đã ra ngoài chỗ thầy và cũng làm lễ ngoài đấy rồi. Thầy cũng cúng vọng và xin phép ngoài đấy rồi. Và về đây anh em mình thì có một cái cũng có một cái lễ mặn đầy đủ hoa quả để thắp hương xong. Đấy, đợi một chút anh em mình hết tuần hương anh em mình sẽ hóa vàng và để tìm kiếm. Thì hôm qua lúc ấy là Quỳnh có phát hiện ra một cái phần xương sống, nhưng nó gần như là cái phần xương cuối của gần như cuối của xương sống rồi. Ở cái chỗ đấy là cái hai cái mảnh dưới rất là to, nó không còn cái phần xương sống như trên, nó xếp vào nhau thì nó bé thôi mọi người. Thế nhưng mà về cái hình thức, tức là khi mà người mất ấy, và nếu như là trong quan hay là không quan gì thì cũng theo hình thức là làm giả chứ không thể gói gọn như thế được. Thì tí nữa anh em mình sẽ xuống và kiểm tra hai cái hố này, xem cái này với ngoài đằng sau này, đấy, mở rộng ra để xem là mình sẽ có thể tìm thấy bao nhiêu cái phần hài cốt còn sót lại này. Nhưng mà nói chung là theo cái hình thức như này thì mình, đây là mang tính chất như kiểu chôn vùi chứ không có cái gì đâu. Nếu như mà có thì đã ấy rồi, thấy cái vảy là cái cuối trước, những cái đấy thì nó rất là tiêu, rất là khó đấy. Cho đây mà chỉ là mang hình thức chôn vùi thôi mọi người nhé, thì mới không có những cái bên ngoài ví dụ như vỏ bọc hay là quan quách quách gì cả, mà là chỉ có là chôn vùi thôi. Nên hôm qua là mày nhìn thấy bên này luôn. Đúng cái đầu này. Đừng nghĩ là nó ở dưới của cái hòn đá kìa. Hòn đá, yeah, hòn đá dài. Để anh chọc hòn đá này, bới đá lên thì lẫn cả đá lúc mạch lên đấy. Lẫn cả hai gái với nhau, cầm một cái nhẹ nhẹ quay ra nhìn cái nỗ thì nó giật mình. Mình bỏ cái này. Mà đào ra là cũng còn tương đối là dài đấy, bởi vì là nó xương sống nằm dọc như thế thì cái hố mình đang mở tròn đấy chứ, mà bên miệng rộng như dưới mình thu hẹp lại rồi. Nếu mà mở rộng ra là cũng mất là rất là nhiều thời gian và công ấy. Mọi người nhé, thì anh em mình cũng bắt đầu xong cái phần thủ tục rồi. Bây giờ anh em mình sẽ xuống để kiểm tra và để tìm xem như thế này. Qua là mày thấy ở góc này đúng không? Đào cũng rất là sâu rồi, góc có 2 mét cái này.
con rùa to xuống. Mẹ đây nữa nữa gì? Thứ thứ hai. Vẫn còn viên đá bên cạnh. Ừ, vẫn còn viên đá. Cái đấy vụn này. Tao bới đi. Cái đoạn này là cái đoạn dưới này nên là nếu không có sườn. Đoạn dưới. Sườn từ bụng lên hết khoang, hết khoang bụng mà. Hết khoang bụng. Hết khoang bụng lên trên thì mới có sườn. Cục vỡ rồi. Cùng... vỡ. Đá qua vỡ đây. Chứ hầu ấy đảo chỗ này đất nó rất mềm, xung quanh nó rắn nhưng mà riêng chỗ này mềm. Trời nó khác biệt. À, đất đen xì này, à, đất đen xì. À. À. Các bạn này xem nhé, bên này là đá này, bên này là đất đen này, đấy. Bên chỗ này đá, chỗ này đất đen. Kiểu một gãy đường tầng hoặc là viên đá đấy là chèn vào. Để chèn vào ấy nhỉ. Tao nghĩ là nó lâu. Nó lâu địa chất nó thay đổi. Nó bẻ gãy. Nổi lên lõm xuống của cái phần đất ấy. Bên đấy làm. Dưới đất đen xì luôn quý ạ. À, đấy đấy đấy, sau phát quà, sau phát cáo còn đen nữa. Đây. Đây. Úi, thịt rồi, toàn thịt không. Này, bỏ hơi nâu ấy. Này, toàn đất đây. Không lẫn một tí đeo vào xoài. Đây, chỗ này đen xì này. Vụn này. Chỗ này là thành đất rồi. Đấy. Yeah. Anh em mình bây giờ nó có cái bây giờ sư phụ bộ quét hết xong phần sở được cái cạnh nào không, xong là anh em mình đào theo cái hình, phán đoán theo cái hình nào là mình đi theo cái hướng bây đấy. Giờ nhá, cái xương là nó nằm nó xếp nha, đúng không? Xếp như này. Đấy, cái đoạn này là cái đoạn ở bên dưới ổ bụng, tức là không có sườn rồi. Thì cái chân nó phải xuôi dưới này. Đầu trên này hoặc là đầu dưới này, chân trên này. Nó chảy dọc như này mà. Nhưng mà có cái là đã đen thành đất rồi. Lúc ấy thầy dặn cái nếu mà cái nào nó ấy rồi thôi,
Còn nếu mà tìm được xương kể cả một miếng cũng được. Một miếng là lúc mình mang đi thì sẽ hót thêm một tí đất nữa theo cùng thôi. Phải lắm đất nó chảy. Ừ. Người nằm dài như này thì nói chung là cái chiều dài của nó cũng sẽ tương đối đấy. Đó đây xem. Dưới này đó cái gì? Không phải đào rộng nữa. Đất đen xì, đen rồi, đất lẫn rồi. Cái phần xương mủ ra tạo thành đất. Đất này, cái phần xác người ta nó thành cái màu đất khác. Cây cối rễ nó xuống lên đấy. Vẽ ra cái đen xì. Rạch cái toàn đất thì thôi. Đấy, đấy. Đấy, chỗ này. Để đánh rộng đây thôi. Tức là bây giờ mình không đào sâu mà đánh rộng ra được. Ừ. Chơi rộng rộng và nái hướng mình, hướng phán đoán ấy. Mình chơi rộng như này xong rồi là đến gần đến lớp đấy thì bây giờ mình mới làm từ từ. Từ cây đấy đá mới xuống khoảng 30 phân. Cái này lên hót lên ngoài. 30 phân nhỉ. Đấy mọi người nhá. Thì trước mắt thì anh em mình đã tìm thấy hai mẫu xương đây. Đá mình vẫn nhẹ nhàng, em hót để ý nhá. Hót nhẹ, đừng hất ngay miệng thôi. Hất ở ngay đấy, còn chỗ phòng sàng mà em. Đấy, mọi người nhé. Thì anh em mình đã tìm được hai mẫu xương đây rồi. Thì để anh em mình sẽ phải mở rộng ra để tìm kiếm tiếp. Thì video này cũng tạm thời anh em mình sẽ kết thúc ở đây. Thì hầm diễn biến như nào, thì anh em mình sẽ quay sau mọi người xem nhé. Bởi vì bây giờ phải tập trung vào làm, chứ không một người đứng hai người quay được nữa, à hai người làm được nữa. Thì hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé.